giữ kỳ hoa đẹp chưa? Đó, trời đẹp luôn ha. Ngay chỗ này mới đẹp ha, có cây có hoa ha. Hôm nay trời nắng đẹp không? Ngày thứ hai đó. Phơi mai phơi ngày nữa là xong rồi. Wow, trời nắng đẹp không? Rồi, sau 3 ngày phơi nắng rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình mang đi mình hấp nha. Hấp trong cái nồi này nè. Hấp trong cái sừng này nè. Đó. Là nước sôi rồi không? Đó, nước sôi rồi đó. Đó, mình sẽ cho vô đây mình hấp. Đó. Mình hấp trong khoảng cỡ 45 tới 60 phút. Đó, rồi để nắp lại nha. Bây giờ là nó chín rồi nè. 45 phút, 5 phút nó chín rồi. Bây giờ mình lấy ra nè. Tắt lửa đi. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Đó, là nóng thấy hấp không? Đó. Bây giờ mình sẽ lấy ra. Gấp ra mà nóng á, nóng tay á. Bỏ ra đây. Xong chút xíu đi phơi tiếp. Gấp nguyên dẻ luôn nào. Cho ra đây. Đây, xong rồi bây giờ mình sẽ lấy đi mình phơi. Mình sẽ mang ra đây mình phơi tiếp ha. Mang ra ngoài nắng phơi tiếp. Đét lại này. Ok.
sấy xong mà mình hấp xong rồi bắt đầu mình phơi khô rồi. Xem nó như thế nào nha, cứng ngắc luôn nè ha. Đó, trời ơi cứng ngắc luôn nè. Voilà. Bây giờ mình sẽ ăn thử nó xem nó như thế nào nha. À đây ạ. Xong rồi nè, bây giờ mình sẽ bẻ ra mình xem nó ăn như thế nào nha. Đó, rồi nè. Wow, hồ đét luôn thấy không? Đây nè. Wow là là. Nhìn ngon không? Wow. Wow. Đó. Nó ăn thử miếng xong nha. Giống như khô bò á. Cay cay thơm thơm. Mùi của tiêu ớt với lại cây hương thảo. Rồi, cái này mà có bia nhắm à. Có bia uống á. À, hết ý luôn. À, thấy không? Đẹp không? Đó. Đó. Ăn miếng nữa coi. Đúng khô bò á. Ngon. Ba ngày phơi nắng, một ngày hấp, thêm một ngày phơi nắng nữa là 4 ngày. Làm cái này rất công phu không, mất thời gian đó. À, thế hôm nay trời nắng không? Wow, phơi này ngày hôm nay là ngày thứ 5 rồi nè. Bây giờ mình sẽ thử bẻ ra mình ăn lần nữa và xem sao, xem nó như thế nào nha. Thôi nè, khô cứng ngắc luôn nè. Thấy không? Wow, coi, wow là là. Thấy không? Cứng ngắc luôn nè. Đó. Thấy nhìn ngon không? Ăn thử miếng nha. Thơm lắm. Giống như khô bò. Này uống cái bia hết ý luôn. Ăn miếng nữa. Cứng ngắc luôn. Cứng như cục đá á. Mm.